Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Với bà con xứ mình, ốc đắng sẽ ngon nhất vào độ tháng 3. Khi này thịt ốc mẩy tròn và căng mọng. Đem mò lên thì ngâm nước vo gạo chừng một đêm cho ốc nhả hết nhớt là đã có thể chế biến thành quá chừng những món ngon rồi đó. Đơn giản nhất, ít phần cầu kỳ nhất mà lại dễ ăn nhất có lẽ chính là món ốc đắng hấp sả hay lá ổi thơm lừng chấm chung với cơm mẻ hay nước mắm sả ớt. Chỉ vậy thôi mà đảm bảo làm sai lòng người hồi nào không biết luôn đó. Chỉ cần ra bờ ruộng, giật mấy tép sả bự hay kéo nhánh ổi, hái mấy cái lá tươi, rải dưới đáy nồi. Sau đó bỏ ốc đắng đã rửa sạch lên, đập trái ớt bỏ vô, thêm xíu nước nữa thì đậy nắp nồi, bắt lên bếp nấu chừng 5-10 phút. Sẽ thấy mùi thơm bay xa khắp ngõ, báo với chủ nhà là nồi ốc chín rồi đó nha. Ốc đắng hấp sả mở nắp ra, chỉ cần thấy khói bốc lên thơm phức là tự nhiên ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực rồi đó. Nhẹ tay bốc con ốc nhỏ còn bốc khói nóng hổi, kiếm cây tăm hay cái que dừa lễ ra, khéo léo xoay cái vỏ ốc một cái là sẽ hớn hở lôi ra trọn vẹn phần ruột ốc căng mọng, chấm ngập vô chén nước mắm sả rồi nhai một cái. Chàng ơi, sao mà đã dữ vậy không biết nữa à. Có những bữa chiều quê mát mẻ thì món ăn giặt cho cả gia đình sẽ không gì gây lưu luyến bằng nồi ốc nóng hổi như vậy đâu. Ốc mò trong đìa, sả ở mé sau nhà, không cần tốn đồng nào hết là cả nhà mình đã có cái quay quần vui vẻ rồi. Vừa lễ ốc, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mới thấy vui, thấy thích cuộc sống nhà quê biết chừng nào. Đặc biệt nha, món ốc hấp sả thì phải tự mình vừa ăn vừa lễ ốc thì mới thấy ngon, thấy thích. Chứ mà có người cũng đã thử ngồi lễ một hơi cho đầy chén, sau đó mới ăn. Nhìn thì thấy ăn một lần tiện thiệt đó. Nhưng hồi này tự nhiên thấy con ốc hết ngon. Mà cái thú ăn ốc cũng không còn gì gọi là vui, là thú nữa rồi. Ốc đắng hấp sả chủ yếu chỉ để ăn chơi lúc buồn miệng. Còn như muốn đem con ốc nhà quê này góp mặt vô trong bữa cơm gia đình, thì bà mẹ quê sẽ có cách chế biến khác, có phần cầu kỳ hơn. Đó là món ốc đắng xào sả ớt, cay cay, làm kích thích vị giác. Bà mẹ quê cũng sẽ luộc sơ ốc với sả cho thơm, sau đó thì lễ hết thịt ốc ra để riêng. Sả với ớt băm nhuyễn, rồi đem phi cho thơm trên chảo dầu nóng. Sau đó, trút phần thịt ốc vô xào chung cho sắc lại. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rắc thêm chút tiêu nữa là bày ra dĩa dọn chung với cơm nóng cùng rau sống, dưa leo là hợp rơ phải biết. Bữa cơm quê quây quần mà có món ốc đắng xào sả ớt là người ta sẽ được tận hưởng dường như đầy đủ những mỹ vị nhân gian rồi đó. Có cái nhẫn đắng của ốc, có cái cay nồng của sả ớt, có vị mặn mà của gia vị nêm nếm và cả cái hậu ngọt của con ốc quê nữa chứ. Xứ phương Nam từ lâu đã vang danh với những món gỏi ngon nức tiếng xa gần. Bà con mình cũng thường xuyên làm món gỏi để góp mặt trong bữa cơm của gia đình. Trời nóng nực đó nha, mà thấy dĩa gỏi là mát lòng mát dạ hà. Rồi bữa vui gặp mặt anh em mà được bà xã dọn lên mâm một dĩa gỏi thì phải nói là nhất nhĩ luôn đó. Có thể kể đến như là món gỏi xoài khô sặc nè, rồi gỏi tôm thịt củ hủ dừa hay là gỏi vịt chuối cây nữa chứ. Còn ốc đắng thì mình trộn gỏi với cái gì thì ngon ta ha. Ốc đắng đem trộn với bắp chuối là ngon quên đường về luôn đó quý vị. Thiệt vậy, muốn ăn gỏi ngon thì cứ về miền Tây là sẽ được ăn tới đã đời. Mà cũng ngộ, hình như bất cứ thứ sản vật nào của nơi này cũng có thể đem đi trộn gỏi rất ngon và rất hợp. Rau thì có cà chua, dưa leo, rau nhút, rau muống, sầu đâu, bắp chuối, chuối cây. Trái thì có cốc, có xoài, măng cụt, mãng cầu, trái mận. Thịt thì có heo, có gà, có vịt, tôm, cua, cá thì đủ loại ê hề. Còn ốc
thì có mớ ốc đắng đem trộn gỏi chung với cái bắp chuối sẽ đảm bảo khiến người ta càng ăn lại càng mê mẩn ghiền. Vì chứ hai thứ này kết hợp với nhau thì đúng là trời sinh một cặp vậy. Con ốc có sẵn dưới mương nhà thì cái bắp chuối cũng sẵn có ở trên cây. Tụi nó cùng với nhau tạo nên một món ăn ngon mà hầu như là không cần tốn kém gì hết. Cái bắp chuối đem đi sắc mỏng, ngâm trong nước chanh cho nó trắng giòn và bớt chát, rồi mới vớt ra rổ để ráo. Ốc đắng luộc sẵn thì lễ ra cho khéo và để riêng. Sau đó quay qua mần liền chén nước mắm chua ngọt, cay cay. Kiếm cái thau bự, trút lần lượt bắp chuối và ốc vô, rồi trộn cho ốc và bắp chuối thấm gia vị. Sau đó mới bày ra cái dĩa nhỏ, rắc lên chút rau thơm, miếng ớt sắc là xong món khoái khẩu để mấy ông lai rai rồi đó. Vì chứ mà nhâm nhi mấy ly đế thì không gì hợp như gỏi, mà lại là gỏi ốc nữa thì làm sao mà không mê cho được. Món gỏi này tuy bình dân đơn giản vậy, chứ mà sự kết hợp của nó lại độc đáo vô cùng. Ốc thì nhẫn đắng, bắp chuối lại hơi chát, nước mắm chua ngọt mặn, còn giọt đế giọt tình thì cay nồng ngây ngất. Tất cả tổng hòa lại tạo thành một hương vị rất riêng. Đó là vị ngon lành và hương cần lao của sông nước quê mình. Để con người ta hễ ăn là nhớ, hễ nhớ là lại muốn về quê, xách xô xách rổ đi mò ốc như cái ngày xa xưa thuở trước. Nếu như ngày xưa con ốc đắng chẳng có bao nhiêu tiền, người ta chủ yếu để ăn trong nhà chứ không bán buôn gì, thì bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành thứ đặc sản ngon lành của miền Tây Nam Bộ và luôn luôn được giới sành ăn tìm mua để thưởng thức cho bằng được. Bởi vậy mà con ốc nhỏ xíu xứ mình từ chỗ nép dưới mương đìa đã đường hoàng khoe mình giữa chợ đông để giới thiệu sự ngon lành đến với nhiều người hơn nữa, và cũng để những kẻ tha hương có thể phần nào dễ dàng thưởng thức con ốc quê nhà ở xứ người mà dời bớt nỗi niềm thương nhớ quê xa.